How we order food from Burger King of coronavirus blah 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 blah. Má khùng quá chứ không biết. Sống ở Đắc Mỹ xưa giờ đây lần đầu tiên mình thấy Đắc Mỹ đây nó như nặng quá chả. First time we see in America like this. Everybody wear mask in the car. Everywhere we go wear mask, the glove and everything. This is making me sad. Bà cũng cầm. Everybody. Bà cầm mà bà bao tay không? Ủa mà bắt tay bắt cầm đồ suốt thì cũng giống hệt như cái tay bắt thôi. Ừ. Nó khác biệt gì đâu. Order food. Thank you. Right, have a cầm. Yes, please. Can I have 6 of them up there? Excuse me? Can I have 2 more? Ketchup, 2, 3 more? I eat a lot of ketchup. All right. You want more and buy for yourself. Yes, that's how people give it to you. But thank you, thank you. Now after all the food and go now for a little picnic. Look at this. Come on baby. Oh my god, it's so beautiful. Cái cây này đẹp quá ơi. Oh my god, look at this. Just flower, no leaf. Look at this. So beautiful. Đẹp quá trời đẹp. Lạnh á mày không? Oh my god, cái bông này đẹp quá trời luôn à. Wow. Look at that. Cái này là bông gì anh? Bông blossom phải không? Oh my god, đẹp quá trời đẹp luôn. Just flower, no seed. Bông đẹp quá, bông này bông ngoài đường nha. Không cần phải trồng luôn, nó tự mọc lên. Đẹp quá. Oh my god, so beautiful. Oh god, đẹp quá. Đó. Đó. Đậu xe xa 6 feet rồi nè nha. 6 feet away. Trời ơi, cái bông đẹp quá rồi. Bông này màu trắng. Cái bông này là màu trắng, toàn là bông không luôn. Cái bông này bông ngoài đường không nè ha. Bông màu tím. Nổi như hồi đạp cây người ta chết, người ta chở người ta gượt cho không kịp. Bông màu trắng, toàn là bông không, không có lá. Có chút chút lá. Yeah, that's how we eat in America in 2020. COVID-19, that's crazy. Đẹp quá, beautiful. Now I'm enjoy my food. Ủa em có phân phai không? So beautiful flowers.